lịch trực thăng tấn công Harbin Z-19 cực nguy hiểm của Trung Quốc. Z-19 là một loại máy bay trinh sát và tấn công hạng nhẹ, có tính cơ động cao, vũ trang tốt, là một sản phẩm của tập đoàn công nghiệp Cáp Nhĩ Tân HAIG nhằm trang bị cho không quân Trung Quốc PLAAF. Z-19 là một sản phẩm của tập đoàn công nghiệp Cáp Nhĩ Tân HAIG dựa trên thiết kế của Harbin Z-9W phiên bản vũ trang. Đây là mẫu trực thăng Trung Quốc chế tạo có giấy phép của trực thăng AS-365 Dolphin nổi tiếng của hãng Eurocopter, trực thăng Z-9W của không quân Trung Quốc. Harbin Z-19 được giới thiệu lần đầu ở triển lãm hàng không Chu Hải tháng 11 năm 2012, hơn 2 năm sau chuyến bay đầu tiên vào năm 2010. Trực thăng Z-19 tại triển lãm. Máy bay có nhiệm vụ trinh sát, tấn công có thể tiêu diệt các mục tiêu mặt đất như xe tăng, xe bọc thép, bộ binh địch. Trực thăng Z-19 thể hiện màn voi đi bộ. Máy bay dài 12m, cao 4m, trọng lượng cất cánh tối đa 4,5 tấn và kíp lái 2 người. Trực thăng Z-19 chuẩn bị cất cánh làm nhiệm vụ. Trực thăng Harbin Z-19 được trang bị 2 động cơ WZ-8A, cho phép nó đạt vận tốc tối đa 280 km/h, trần bay tối đa 4.500m, phạm vi hoạt động 700 km, có thể hoạt động liên tục trong hơn 3 giờ. Hàng dài trực thăng Z-19 của không quân Trung Quốc. Trực thăng được bọc thép nhẹ, cả hai phi công đều được trang bị ghế phóng. Hệ thống trinh sát của Z-19 vô cùng hiện đại với một máy đo xa laser, camera FLIR gắn ở trước mũi. Trực thăng Z-19 của không quân lục quân Trung Quốc đóng tại Tân Cương. Với 4 mấu cứng ở hai bên cánh máy bay, cho phép Z-19 có thể triển khai nhiều loại vũ khí tấn công như tên lửa không đối không TI-90, tên lửa chống tăng HZ-8, các pốt rocket và pốt pháo 23mm. Trực thăng tấn công Z-19 với giá treo tên lửa chống tăng và pốt rocket. Nói sơ qua về tên lửa không đối không TI-90 của Z-19, nó có chiều dài 1,86 m và đường kính 90 mm, nặng 20 kg, trong đó đầu đạn nặng 3 kg. Tên lửa có thể hoạt động vận tốc Mach 2 và có tầm bắn từ 500 đến 6.000 m. Tên lửa chống tăng HZ-8 Hồng Tiễn 8 dài 1,56 m và có đường kính 120 mm, trọng lượng 25 kg. Tốc độ tối đa 220 m/s và phạm vi tấn công tối đa là 6.000 m. Z-19 sử dụng kiểu cánh quạt đuôi Penetron cho phép nó giảm tiếng ồn rất tốt cùng hệ thống xả thải IR, triệt tiêu tối đa lượng khí thải phát ra, bảo vệ máy bay trước các loại tên lửa tầm nhiệt và tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại. Trực thăng tấn công hạng nhẹ Harbin Z-19 là loại trực thăng ưu việt, có sức chi viện hỏa lực tốt, cơ động cao, hội tụ nhiều tính năng hiện đại và đặc biệt có thiết kế tàng hình, xứng đáng là một trong những loại trực thăng tấn công hạng nhẹ hàng đầu thế giới hiện nay. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.